bình dưỡng khí con nghĩ là dùng làm gì nhỉ? Dạ là để chúng ta có thể thở, tại vì trên vũ trụ á nó không có oxy. Ok, chính xác. Colos DHA cộng, thông minh sáng trí, đề kháng khỏe. Khi ra ngoài vũ trụ thì con phải đeo bình giữ nhiệt hay là bình dưỡng khí? Dạ là bình giữ thời khí. Chính xác, lên. Thế bình dưỡng khí con nghĩ là dùng làm gì nhỉ? Dạ là để chúng ta có thể thở, tại vì trên vũ trụ á nó không có oxy. Ok, chính xác. Rồi, câu thứ hai nha. Con bổ sung omega để tốt cho sự phát triển của trí não hay là chiều cao? Dạ là trí não. Chính xác, lên. Áo chống nắng khi giặt và phơi ngoài trời nắng thì có khô hay không? Dạ không. Có gì cô? Không. Gì? Không nhắc. Các bạn không có nhắc. Dạ là có. Tại sao? Tại vì nếu cái đồ gì đó mình phơi ngoài nắng á thì nó sẽ hơi khô đi. Và con có hiểu áo chống nắng thì để làm gì không? Dạ là để che nắng cho chúng ta khỏi da đen. Ok, nó cũng chỉ là một cái áo thôi ha. Giặt thì sẽ khô. Lên. Khi bơi, vịt con sẽ bơi thành đàn bên vịt mẹ theo đội hình gì? A. 961, B. 442, C. bơi nối đuôi theo vịt mẹ, và D. tất cả đều sai. Dạ, đáp án là nối đuôi theo mẹ. Chính xác, Lê. Và việc bơi nối đuôi theo vịt mẹ như vậy thì sẽ giúp vịt con điều gì? A. là để đẹp đội hình, B. là giúp vịt con không lạc mẹ, và C. là giúp vịt con dễ sóng đạp nước và tiết kiệm sức. Dạ là bơi và sơi. B và C đó chính là? Bơi là để khỏi lạc mẹ, sơi là tiết kiệm sức. Chính xác, Lê. Tại sao siêu nhân là con gái nhưng vẫn gọi là 5 anh em siêu nhân mà lại không phải là 5 chị em siêu nhân nhỉ? Tại vì á là con trai nhiều hơn con gái. Và con trai là? Con trai là tại vì con trai lớn hơn con gái. Ok, yeah. Lên.